đơn giản. Nếu bé đã giỏi rồi thì điều đó thách thức tiếp sau đây, một dòng hát mà kỹ thuật, dòng hát rất là điêu luyện. Đơn giản, nếu bé đã giỏi rồi thì điều đó thách thức lại càng lớn hơn. Thưa quý vị, là giọng hát nhí nhưng đòi hỏi kỹ thuật phải hoàn. Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon, tay gót trong miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên.